học bao nhiêu cho nó đủ. Dĩ nhiên là chúng ta học cái gì, mình vẫn nói học cái gì chúng ta phải biết là chúng ta áp dụng nó phù hợp với cái bản thân của chúng ta nhé. Học bất cứ cái gì nó phải áp dụng phù hợp với bản thân của chúng ta, phù hợp với cả cái tố chất, cái con người của chúng ta thì nó sẽ tốt. Chứ còn bạn học những kiến thức cao siêu nhưng bạn không áp dụng được, bạn cái tố chất của bạn nó không thích hợp, nó không thích nghi được thì nó bằng thừa, nhiều khi nó lại thành nó phản tác dụng. Nói gì nó là cái căn cơ của từng người, các bạn cứ nghĩ mà xem, nó là cái căn cơ của từng người, nó là cái số của từng người, các bạn cứ để ý đi nhé. Cái bản chất của con người là cái gì, là cái gì, là thích cái sự hấp dẫn của người khác chứ không không thích bị thuyết phục, đúng không? Cái bản chất là như vậy. Bạn hấp dẫn, họ tìm đến với bạn. Chứ bạn ra bạn tán tỉnh họ, bạn thu hút họ, bạn thuyết phục họ để họ đến với bạn còn lâu. Họ thích cái gì, họ thích cơ. Họ thích được thu hút, thích bị thu hút. Tự dưng lại đi ra lại thuyết phục lại thế này thế kia, đúng không? Bạn cứ để đi, tóm lại là phải học rồi á, xong lại còn học để làm gì nữa, ngoài cái kết giao lại còn học cái cách mà để mà chọn cái người bạn đời nữa chứ, đúng không? Cái lứa tuổi nào mà chẳng cần phải là có cái người bạn đời tốt thì cũng phải học cái cách mà để mà làm sao mà chọn cho cái người nào người ta phù hợp với mình chứ. Phụ nữ thì học cái cách mà tìm cái người chồng cho phù hợp với mình thì, hay là đàn ông cũng phải tìm cái cách mà chọn cái người vợ sao cho phù hợp với mình chứ. Mình nói chọn vợ chọn chồng sống lâu với nhau thì cái quan trọng nhất nó là cái gì? Quan trọng nhất nó là cái đạo đức, đúng không? Nó có mấy cái quan trọng, cái đạo đức này, cái hòa hợp về tình dục này, cái đấy quan trọng chứ. Sống phải đạo đức, sau đó là hài hòa, hòa hợp về tình dục, cái đấy là cái đương nhiên ấy. Cái đấy nó là cái đương nhiên. Thì khoa học người ta cũng nghiên cứu thì trên 50% là bỏ nhau là bởi vì không hòa hợp tình dục. Không hòa hợp thì là bỏ nhau cái gì nữa. Xong cứ nhắm mắt nhắm mũi mà lấy nhau về, đưa nhau về, xong bắt đầu đến lúc mà những cái vấn đề đó nó không hòa hợp thì lại ấp úng, lại chẳng dám nói ra, lại thế này thế kia, rồi cứ lặng lẽ mà bỏ nhau. Thế có phải là thế phải học đúng không? Chúng ta phải học thì chúng ta mới biết cái gì nó dẫn đến cái bền vững, cái hạnh phúc bền vững trong hôn nhân, trong cái này trong cái kia. Thì chúng ta biết đường chúng ta lựa chọn, chúng ta thế này thế nọ, phải học đấy. Xong còn phải học cái gì nữa, nói chung là học nhiều thứ. Mình nói nhiều khi các bạn ngồi nói chuyện với nhau, đúng không? Các bạn chia sẻ, các bạn ngồi nói chuyện với nhau, yêu nhau mà ngồi nói chuyện với nhau được một hai ba câu bắt đầu xong cảm thấy như kiểu bị khóa miệng nhau thì làm sao mà lấy nhau về được. Ông nói gà, bà nói vịt, thế cái kiểu đấy thì lấy nhau về thì suốt ngày cãi nhau à, đúng không? Thì phải tìm hiểu chứ còn gì ấy. Phải nói chuyện với nhau chán đi, để xem thế nào, xem có cái quan điểm có xung đột nhiều, có mâu thuẫn nhiều hay không. Dĩ nhiên là đôi khi những cái quan điểm, những cái này cái nọ, những cái ý tưởng thì nó trái chiều thì giúp nhau đi lên phát triển thì không nói, nhưng mà đường này cái gì cái nó quan điểm nó quá trái ngược, cái suy nghĩ hay là cái tính cách mà nó quá trái ngược thì lại phải xem lại, thì lại phải xem lại, không thì mệt đấy.
không thì về bạn bảo là quyết định vấn đề lớn lớn thì bạn bảo được thì vợ bạn bảo không được, hay là chồng bạn bảo không được thì làm thế nào được, đúng không? Mà nói chung ý, ngồi nói chuyện với nhau ý, chuyện trò với nhau ấy, nói cũng hay, nói cũng thích, mà không nói thì cũng cảm thấy dễ chịu đấy, thì là hợp nhau đấy còn gì nữa. Thích thì nói chuyện nhau suốt ngày mỏi mồm thôi vẫn ok, mà không nói chuyện nhau cả ngày thì cũng vẫn ok, nghe chuyện của đối phương cả ngày vẫn ok, thì đấy là hợp nhau đấy còn gì nữa, đúng không? Cái đấy là cái quan trọng, mình nói cái đấy là cái quan trọng, chứ còn lấy nhau về đến lúc đối phương mở mồm ra nghe khó chịu không muốn nghe nữa, muốn chỉ muốn đi ra ngoài thế này thế kia thì vứt rồi, thế thì không hợp rồi. Không thì hai hai người ở chung một nhà mà suốt ngày mặt mũi nhìn nhau như kẻ thù thì thôi. Bởi vì sao? Bởi vì nói chuyện mà cảm thấy là nó trái ý, trái ngược với nhau thì trong lòng thì nó xảy ra những cái nó không vui, đúng không? Cứ nói ra mở mồm mở miệng là không nói được với nhau thì nó ấm ức không? Bên trong nó ấm ức không? Không giải tỏa được không? Cái ý của mình người ta không hiểu không? Đang định làm cái gì mà người ta cứ cản không? Thế thành ra đâm ra là ở bên trong nó không vui, không vui thì làm sao? Nhìn thấy nhau mặt mũi chả nặng trình dịch, thế chả khó chịu. Như thế thì làm sao phát triển được? Những cái đôi vợ chồng mà không hợp nhau ấy, mình nói chuyện chào không hợp nhau ấy, còn lâu mới làm ăn được. Đây là còn chưa nói sau này con cái dạy dỗ, chồng dạy một kiểu vợ lại dạy kiểu, vợ lại chiều một kiểu, chồng có dạy nghiêm khắc thì vợ lại chiều, hoặc là người vợ thì người ta biết ý, người ta mềm mỏng hơn, người chồng thì cứ cứng nha cứng nhắc, cứ thế này thế kia chẳng hạn ấy, đủ các chuyện nó xảy ra. Thế thì cái gia đình, cái gia đạo làm sao mà êm ấm được, đúng không? Thế sướng ở đâu ra? Thế sướng hay khổ? Thế thiên đường hay là địa ngục? Thế tất cả nó tự do cái gì? Học chứ. Do học đấy còn gì nữa, phải tìm hiểu cái gì nữa. Thế nên bạn cứ thấy là những cái người nào người ta càng hiểu biết nhiều thì người ta cái cuộc sống người ta chả dễ chịu hơn rất là nhiều. Đúng không? Cuộc sống người ta nó sướng hơn nhiều chứ, dễ chịu hơn nhiều chứ. Còn những cái người kém hiểu biết thì cứ bảo là sao, lúc đó lại bắt đầu là đổ cho số phận, kém hiểu biết thì đổ cho là lười học đi thì không đổ, lại đổ cho số phận, thế mới lạ, đúng không? Không học thì làm sao biết mình sai ở đâu, biết cái gì cần phải làm, biết như thế nào. Không học thì sai lại tưởng là đúng, mà đúng lại tưởng là sai. Người xấu thì lại tưởng là người tốt, người tốt thì lại nghi ngờ. Nghe những cái lời thẳng thắn, góp ý chân thành thẳng thắn thì lại khó chịu. Nghe những cái lời giả dối, ngọt ngào thì lại thích, lại ưa. Thì đấy, không học đem lại những cái điều đó đây. Mà cái học ấy, ok, ai vẫn biết là cái học nó là cái quan trọng, nhưng mà cái quan trọng là học học cái gì? Học cái gì, học cái kiến thức gì, kiến thức nó đúng đắn nó khác, mà kiến thức sai lệch nó khác. Kiến thức mà giúp giúp để thành công nó khác. Chứ cái kiến thức mà để mà nghe thì tưởng là có lý, nhưng mà áp dụng thì càng ngày càng ngốc đi, nó khác. Bạn nhớ đấy, nó nhiều vấn đề lắm. Giữa cái sai lệch mà cái đúng đắn nó nhiều vấn đề lắm, chứ bạn đừng cứ tưởng là cứ bảo học là cứ bắt đầu cứ tốn thời gian cứ dốc sức lên học mà không biết là mình đang học cái gì, học theo cái kiểu mà cái tư duy mình còn không biết nó phù hợp với mình hay không, rồi cứ áp dụng sai lầm, xong rồi không học thì nhiều khi cuộc sống nó đang tốt nên học vào xong cuộc sống càng ngày nó càng kém đi, chất lượng nó càng xấu đi, thế là sai đấy.
học làm sao mà hiểu biết, làm sao mà thấy càng ngày mình càng hiểu biết, mình càng sướng hơn, mình đi ra ngoài mình giao tiếp người này người kia, mọi người quý mình hơn, yêu mình hơn, công việc nó thuận lợi hơn, mặt mũi mình đẹp hơn, đạo đức mình phát triển hơn, rồi mọi thứ, đi ra ngoài mình biết tôn trọng người này người kia, biết tuân thủ pháp luật, không làm cái điều gì sai trái, không bị lừa đảo, không bị thế này thế kia, không bị chèn ép, không bị bắt nạt, kiểu là như vậy. Hay là những cái người tốt thì đối xử như thế nào, người xấu thì mình phải biết cách như thế nào để cho người ta không dám xấu với mình. Thì càng ngày càng đẹp, càng khỏe hơn, càng ngày càng sung túc, càng đầy đủ, càng phát triển kinh tế, càng giàu có, đúng không? Vui vẻ hơn. Thì học như thế mới là học chứ, học như thế nó mới là đúng chứ. Học như thế nó mới là đúng chứ. Chứ còn học cái gì mà tự dưng càng ngày càng kém đi. Học cái gì mà càng ngày càng kiểu như là cứ hết gặp chuyện này chuyện kia, cuộc sống nó cứ xui xẻo, nó cứ gặp cái chuyện này chuyện nọ yếu đi, xong bắt đầu lại mặt mũi lại ngốc đi, mặt mũi lại xấu đi, lại tối sầm tối xì vào. Xong học cái gì bắt đầu thành ra đang đang đối xử tốt với mọi người, xong tự dưng có tí học, có tí kiến thức lại tưởng mình ta đây tài giỏi, thế là cứ nghe người này người kia nói chuyện, bắt đầu lại phản bác người ta, bắt đầu lại chỉnh sửa sửa lưng người ta, lại chỉ trích người ta, lại coi thường người ta, người ta đây tưởng là ta đây giỏi hơn, lại khinh khinh miệt người ta, coi người ta là ngốc nghếch. Thế học thế là học sai đấy. Học cái gì mà càng ngày càng bị người ta ghét đi, người ta xa lánh đi nhá, hay là học cái gì càng ngày càng nghèo đi, hay là học cái gì mà đến đến lúc mà cái thái độ cái tâm tính của mình nó thành thế này thế nọ, thế là sai đấy. Xin chào quý vị và các bạn nha. Này mình nói với mọi người là như thế này nha. Mình nói với các bạn như thế này này. Trong cuộc sống của chúng ta ấy, cứ một ai nha cũng đều đều là gì, đều là thích, thích cái gì, thích mình là cái người sướng, đấy là cái điều đương nhiên đấy. Các bạn để ý đi, không ai muốn mình là cái người trong cuộc đời này khổ sở, đúng không? Chúng ta toàn là những cái người chúng ta muốn chúng ta là cái người sướng. Nhưng mà tuy nhiên mình nói với mọi người là như thế này, có một cái điều rất kỳ lạ là như thế này nha, có một cái điều rất kỳ lạ là như thế này. Các bạn hãy nhớ với mình một cái điều là như thế này này. Nếu như chúng ta là những cái người chúng ta muốn sướng mà chúng ta sẽ sướng được, thì có một cái điều rất quan trọng, chúng ta phải lao vào cái không sướng, chúng ta phải lao vào cái khổ. Bằng chứng là mình thấy tất cả những cái người mà hiện tại người ta đang sướng nha, người ta đang sướng bền vững, trước đó người ta rất khổ, đấy là cái điều thực tế, đấy là cái điều thực tế đấy. Thế nên bạn nào ấy, chúng ta ấy, nếu như chúng ta là cái người chúng ta muốn sướng ấy, thì chúng ta hãy quên cái khái niệm là chúng ta đi tìm cái sướng đi, mà chúng ta hãy đi tìm cái khổ ấy, đúng không? Chúng ta hãy đi tìm cái khổ, bởi vì chỉ có đi tìm cái khổ ấy, thì chúng ta mới có được cái sướng. Các bạn cứ nhớ với mình một cái điểm là như vậy, các bạn cứ nhớ với mình một cái điều là như vậy nha. Thế này, trong cái nội dung video của mình hôm nay,
thì mình sẽ chia sẻ đến quý vị cùng các bạn một vài những cái đặc điểm nha. Sướng hay khổ ấy, bạn là cái người sẽ sướng hay là bạn là cái người sẽ khổ ấy, thì bạn hãy xem là bạn là cái người vẫn có một vài những cái đặc điểm, có một vài những cái dấu hiệu như trong cái nội dung video của mình chia sẻ hôm nay hay không. Nếu bạn có nhiều những cái dấu hiệu đặc điểm mà thể hiện bạn là cái người sẽ sướng, xin chúc mừng bạn. Còn nếu như bạn là những cái người bạn chưa có những cái dấu hiệu, chưa có những cái đặc điểm như vậy mà bạn lại có những cái dấu hiệu, có những cái đặc điểm mà bạn sẽ khổ ấy, thì bạn thử đối chiếu rồi bạn chỉnh sửa. Nếu như bạn cảm thấy nó đúng với bạn thì bạn hãy chỉnh sửa lại cho nó tốt hơn. Cái video này là mình dành cho cả nam lẫn nữ, các bạn chú ý đón xem. Thế này nha, bây giờ mình sẽ chia sẻ về cái bạn nhìn nhận cái vẻ bên ngoài cho mình trước cái đã nha. Các bạn nhìn một vài những cái vẻ bên ngoài cho mình thì bạn sẽ thấy là cái người người ta là cái người ta sướng, người ta có cái số người ta sẽ sướng, hay là người ta đang là cái người ta sướng ấy, người ta sẽ luôn có cái vẻ bên ngoài như thế này. Bạn để ý cho mình này, bạn nhìn cái vẻ ngoài của họ ấy, nha, nó có một cái gì đó nó rất là bản lĩnh. Bạn anh nhớ đấy, nhìn họ có cái gì nó rất là lì, rất là bản lĩnh, rất là vững vàng nha. Nhìn họ có cái gì họ thông minh, họ cảnh giác, họ tỉnh táo. Các bạn anh nhớ đấy, các bạn cứ để đi nha, các bạn hãy để ý cái điều đó. Các bạn cứ để ý cái điều đó cho mình nha. Cái người nào là cái người mà sướng ý, người ta đang sướng, người ta sẽ sướng ý, người ta đều là những người như vậy. Các bạn hãy nhớ đấy. Còn những cái người nào nha, những cái người nào mà người ta, các bạn nhìn mặt quá hiền lành nha, quá hiền lành nha, đến ngu ngơ, đến ngu ngờ, đến trong ở trong một cái trạng thái mà kiểu như là không còn cái độ tỉnh táo, không còn một cái độ cảnh giác hay là bất cứ như thế nào, cái người đó ấy, tương lai có thể là họ sẽ chưa sướng, tương lai có thể là họ là cái người chưa sướng. Thực tế đấy, các bạn cứ nhớ đấy, nếu như bạn là cái người có cái vẻ bề ngoài an nhiên tự tại, hiền lành, thong dong, nhưng bạn là cái người có trí tuệ, bạn là cái người có một cái độ thông minh, có cái chiều sâu ấy, thì mình không nói, thì rõ ràng bạn là cái người tuyệt vời. Cái điều đó thì mình không nói, nhưng mà mình đang nói ở đây, bạn quá ngây ngô, bạn quá hiền lành, bạn quá tử tế, và bạn là những cái người kiểu như đó, bạn mất hết cái bản năng, mất hết cái sự cảnh giác, mất hết cái sự mà kiểu như là đề phòng thế này thế kia, bạn quá ngu ngơ ngu ngờ. Tương lai bạn sẽ là cái người không sướng. Tương lai là khổ đấy nha. Tương lai là khổ đấy. Mà khi bạn mà đã rơi vào cái thế khổ rồi thì lúc đó bạn lại phải tự mình, lúc đó bạn lại phải tự mình bạn học cái cách để mà thích nghi. Các bạn nhớ với mình một cái điều là như vậy. Các bạn hãy nhớ là thế này này, cái người mà người ta là cái người ta sẽ thành công, sẽ sướng ấy, nha. Người ta sẽ thành công, người ta sẽ sướng thì người ta luôn có cái đặc điểm là như thế này. Bạn cũng để ý cho mình là như này nha, người ta luôn có được cái đặc điểm là như này này. Khi nào người ta ngã, bạn nhớ nha, người ta ngã, người ta lập tức,
người ta đứng dậy liền. Ngã là đứng dậy, vấp ngã là đứng dậy. Và khi mà người ta đứng dậy thì cái trạng thái người ta ấy, nó lại mạnh mẽ hơn cái lúc mà người ta chưa ngã. Đấy là cái điều khác biệt. Đấy là cái điều khác biệt. Ngã, cứ sau một lần ngã là một lần đứng dậy. Và cứ sau một cái lần đứng dậy, họ lại mạnh mẽ hơn xưa. Người ta nói là cái gì nhỉ? Ta đã quay trở lại và lợi hại hơn xưa. Đấy là cái tố chất của cái người thành công. Đấy là cái tố chất của cái người. Người ta sẽ là những cái người, người ta sướng, người ta làm chủ được cái vận mệnh của người ta. Đấy là những người, người ta có cái tố chất để, người ta có cái tố chất để người ta thành công bền vững. Các bạn cứ nhớ đấy. Còn đa phần những cái người bình thường nha, đa phần những cái người bình thường là những cái người như thế nào? Ngã thì ok, loay hoay đứng dậy. Đứng dậy bắt đầu tinh thần bắt đầu yếu hơn. Biết sợ, bắt đầu yếu hơn cái lúc chưa ngã. Xong rồi lại ngã phát nữa, lại đứng dậy, lại yếu hơn nữa. Xong rồi ngã đến một cái mức độ mà tự dưng cảm thấy là quá sợ, không còn làm, không dám làm một cái gì nữa. Đấy là đa phần những người bình thường. Những cái người đó là những người trong cuộc sống, người ta sẽ là những người không sướng. Có khi những cái người đó là những người, cái số người ta nó lại rất vất vả. Các bạn cứ nhớ đấy, rất vất vả. Chẳng hạn như mình ví dụ một cái điều là như này này. Mình ví dụ một cái điều là như này này. Có những cái bạn ấy, bạn làm ăn ấy, thua lỗ, đúng không? Bị lừa đảo, thua lỗ, này này nó nọ. Chính đối tác của bạn ấy lại lừa bạn ấy, đúng không? Rồi chưa cần nói là đối tác hay là như nào, là cái người bạn, là cái người bạn thân luôn thì cũng là đối tác lừa họ. Họ thất vọng, ngã là ngã luôn. Lần sau đi ra ngoài đời nhìn người thế này thế kia, nhìn thấy ai cũng thấy như kiểu đây là cái người lừa đảo thì chả dám chơi với ai. Thế là làm ăn cũng sợ bị lừa, thế là không làm ăn nữa, mà ông không chơi với ai nữa. Không chơi với ai là cái kiểu người thân thiết nữa. Đó là cái trạng thái của cái người bình thường. Hay là ví dụ nữa là như thế này. Có những cái người, người ta thất bại trong cái chuyện tình cảm, trong chuyện tình duyên, trong chuyện tình yêu, đúng không? Đàn ông hay là phụ nữ cũng vậy. Yêu một cái người mà người ta lừa dối mình, người ta phản bội mình, đại loại là như vậy. Thế là đổ vỡ, đúng không? Đổ vỡ hay là chia tay hay là thế này thế kia. Nói chung là khiến cho người ta rất đau khổ. Và từ đó người ta đi ra ngoài, người ta không dám yêu nữa. Không dám yêu nữa. Phụ nữ thì nhìn thấy đàn ông thì nhìn thấy ai cũng bảo là cũng nghĩ kiểu như cái người mà, như cái người trước của mình, là cái người này người nọ, là cái người phụ tình, là cái người lăng nhăng, là người không trung thủy, là cái người mà vô trách nhiệm, là cái người vũ phu, là cái người mà đều giả, là cái người nói tương tóm lại là rất là nhìn này kiểu như mặc cảm luôn, sợ luôn ấy. Cái kiểu là như vậy, thế là không dám yêu nữa, bị dốc. Hay là đàn ông vậy thôi, đổ vỡ thì xong bắt đầu bị bạn gái hay là bị vợ hay là bị người yêu lăng nhăng cắm sừng, người lừa đảo lợi dụng này này nọ nọ, đúng không? Bị lừa cho vào thế đủ kiểu, đủ các kiểu, kinh khủng lắm. Thế là bắt đầu đi ra ngoài, bắt đầu cứ nhìn thấy phụ nữ, nhất là cái người phụ nữ nào mà kiểu như là đẹp đẹp một tí, xong rồi bắt đầu kiểu khéo mồm khéo miệng một tí, bắt đầu nhìn thành cái dớp, sợ, thế cũng chẳng dám yêu nữa. Cả những cái người như vậy, họ đều là những người rất bình thường.
Và những cái người như vậy không thể nào là cái người sẽ sướng được. Các bạn nhớ đấy. Cái tố chất đó là cái tố chất rất bình thường. Cái tố chất của những cái người rất bình thường có khi lại là kém ý. Thì những cái người như vậy người ta khó vươn lên trong cuộc sống lắm. Người ta khó kiểu như là người ta khó thành công trở lại lắm, khó lấy lại được cái dũng khí. Còn những cái người cái tố chất của người ta sẽ là cái người thành công, sẽ là cái người sướng, người ta khác. Ok, càng ngã càng đứng dậy mạnh mẽ. Thì chuyện nào nó ra chuyện đó. Người ta nhờ có những cái chuyện mà nó rủi ro, những cái chuyện không may ấy, thì người ta thêm cái kinh nghiệm. Người ta thêm kinh nghiệm, người ta thêm cái niềm tin, người ta thêm cái sức mạnh. Không bao giờ bỏ cuộc, không bao giờ đầu hàng, không bao giờ có cái từ sợ trong đầu. Đấy mới là những người có cái tố chất, người ta thành công, người ta sướng. Bạn cứ để ý chính bạn đi nha. Bạn để ý chính cho bản thân. Chúng ta cứ nhìn lại cái bản thân chúng ta, xem chúng ta có phải là cái người có cái tố chất như vậy hay không. Bạn nhìn đi nha. Bạn nhìn chính bản thân mình đi. Bình thường mình nói, nhiều khi cái tâm lý chung, nói gì thì nói đúng. Cái tâm lý chung là những người khi người ta cứ gặp một cái chuyện gì, bắt đầu khi người ta ngã rồi, người ta đứng lên, người ta bắt đầu, người ta kiểu như là người ta thành cái dớp, như kiểu là người ta thành cái biết sợ, thì người ta cứ rụt rè, người ta còn không dám mình là mình nữa. Người ta không dám quyết tâm nữa, không dám mạnh mẽ nữa, không dám thế này thế kia nữa. Nhưng mà mình nói cái tâm lý chung đó, nó khiến cho những cái người như vậy là những người sẽ không tiến được. Không tiến được. Thế nên bạn nào mà có những cái kiểu như vậy thì các bạn hãy xem để các bạn chỉnh sửa lại. Trong cuộc sống, trong bất cứ cái gì, trong công việc, trong xã giao, trong xã hội, trong những mối quan hệ, trong tình cảm, trong tình yêu hay trong bất cứ cái gì, nếu trục trặc ở đâu, thất bại ở đâu, ok, đừng ngấn nản, coi đó là bài học, nhìn nhận sự việc, rút ra kinh nghiệm, lên cái kế hoạch, lại tiếp tục trong cuộc sống, làm cái khác, làm cái mới, xây dựng cái khác, đúng không, cho nó mạnh mẽ hơn, như thế sẽ dễ thành công hơn. Sẽ dễ là những ok hơn. Và cái lúc đó bạn sẽ là cái người sướng hơn. Bạn nhớ đấy. Một cái điểm nữa là như thế này. Một cái điểm nữa bạn để ý với mình là như thế này. Cái người nào ấy mà khi người ta ngã ấy, khi người ta ngã mà người ta lập tức người ta có người này người kia đến trợ giúp, giúp đỡ họ luôn, giơ tay ra luôn, kéo lên luôn, đỡ lên, đứng dậy luôn, hay là kéo lên, hay là vỗ về động viên, an ủi luôn ấy. Nghĩa là kịp thời có người này người kia để quan tâm liền, thì mình nói luôn. Mình nói luôn là những cái bạn nào mà bạn đang ở trong cái trạng thái, tình trạng là như vậy, bạn phải xem lại chính bản thân mình nha. Bạn đừng có cho rằng bạn như vậy là bạn đang sướng. Bạn lại đừng cho là như thế là bạn đang sướng. Thì mình nói trừ khi nha, trừ khi bạn là cái người ấy, ok, bạn thừa sức bạn đứng dậy được nha, bạn thừa sức bạn xử lý mọi tình huống, nhưng mà mọi người vẫn quan tâm, vẫn giúp đỡ, vẫn ra, vẫn thế này thế kia, vẫn đưa bạn, vẫn chia tay, vẫn kéo bạn, vẫn đủ các kiểu, thì
thì mình không nói. Nghĩa là bạn có cái khả năng, có cái tố chất, đúng không? Có cái sức mạnh ở bên trong rồi. Bạn đủ, bạn thừa sức, bạn xử lý mọi cái tình huống mà bạn xảy ra, tự bạn đứng dậy được. Thì mình không nói. Ok, thế là bạn sướng. Nhưng mà ngược lại, bạn là cái người bạn gặp cái chuyện gì mà người khác đến, người ta xử lý, người ta giúp đỡ cho bạn ấy. Và cái bản thân của bạn ấy, cái quan trọng là cái bản thân của bạn ấy, mà không có cái sự trợ giúp đó ấy, là bạn ngã luôn ấy. Thế thì bạn phải xem lại bạn nhé. Nếu như bạn không tỉnh táo ấy, bạn không để ý cái chuyện đó ấy, mà bạn cứ đâm ra bạn cảm thấy yên tâm ấy nha. Bạn cảm thấy bạn yên tâm, bạn có cái những cái người này người kia người ta quan tâm, bạn dựa dẫm được, đấy là cái chỗ dựa được, bạn yên tâm. Thế thì bạn phải xem lại ngay khẩn trương nhé. Không thì sau này bạn là cái người bạn rất là khổ đấy. Sau này khổ lắm, để ý đi nhé. Đừng. Đó là cái nguy hiểm. Nếu bạn nhìn ra được cái điều đó mà biết lo xa, bạn biết sợ, bạn biết sợ những cái thuận lợi mà đến với mình ý, mà cái bản thân mình ý, thành ra dựa dẫm, thành ra ỷ lại, thành ra mất đi cái tính, mất đi cái bản năng sinh tồn, bản năng chiến đấu, bản năng phải tự đứng lên ý, bạn hãy xem lại. Đừng để cái trạng thái đó nó xảy ra nhiều nha. Đấy không phải là sướng. Và sau này nếu không có ai trông chờ dựa dẫm ỉ lại, không còn ai, không có ai, thì bạn là cái người bạn rất khổ nha. Rất là khổ. Bạn hãy nhớ đấy. Mình nói với quý vị là như này này, các bạn hãy để ý là như này này. Thực ra ấy, trong cuộc sống ấy, những cái gì mà nó là cái rủi ro ấy, nó là cái biến cố, nó là bất cứ một cái chuyện gì mà nó xảy đến với chúng ta ấy, đó là cái điều cực kỳ tốt. Các bạn hãy nhớ đấy. Đó là cái điều cực kỳ tốt. Đó là một cái cơ hội để khiến cho chúng ta ấy, nâng cao được cái bản lĩnh, nâng cao được cái hiểu biết, nâng cao được cái tư duy, cái suy nghĩ. Chúng ta phải suy nghĩ, chúng ta giải quyết cái vấn đề này nó như thế nào. Chúng ta có cái thời gian để chúng ta nhìn lại. Chúng ta mắc phải cái sai lầm gì mà để mà xảy ra những cái chuyện đó với chúng ta. Sau đó chúng ta sẽ suy nghĩ là chúng ta sẽ giải quyết kiểu gì, sắp xếp để giải quyết kiểu gì, khắc phục kiểu gì, và lần sau rút ra cái kinh nghiệm gì. Đấy là cái cơ hội. Đấy là cái cơ hội cực kỳ là tốt. Các bạn cứ nhớ đấy. Bởi vì bất cứ một cái người nào mà người ta
trở nên thành công, trở nên sung sướng, trở nên an nhàn, trở nên có cái này, có cái kia ấy. Người ta đều là những người, người ta toàn trải qua tất cả những cái thứ đó và người ta tự người ta giải quyết được. Còn đáng thương nhất là những người lúc nào cũng được bao bọc, lúc nào cũng được che chở, lúc nào cũng được giúp đỡ kịp thời. Đáng thương nhất những người như vậy. Những người như vậy đáng thương lắm. Đáng thương lắm. Mình nói những cái người như vậy, người ta đáng thương lắm. Sau này từ những cái sự việc nó bé tí bằng cái móng tay này, bằng cái lá mùng tơi, người ta cũng kìa cho người ta cũng khiến cho cái đầu của người ta nó bị loạn, nó bị hoảng lên ý. Họ mới là những cái người đáng thương ý. Đúng không? Bạn cứ nghĩ đi. Nói chung mình nói quý vị là như này này, các bạn hãy luôn nhớ là như này này. Những cái người mà người ta là những người, người ta có cái số ấy, người ta sẽ sướng ấy nha. Người ta sẽ sướng ấy thì họ luôn là những cái người họ biết cách để họ làm thế nào cho họ sướng được. Nha, họ biết cách. Đúng không? Mà khi họ đã biết cách họ làm thế nào để cho họ sướng được ý, thì họ cũng biết cách làm thế nào mà để mà đối phó với những cái nghịch cảnh, đối phó với những cái rủi ro. Đúng không? Đối phó với những cái người xấu. Đúng không? Cách chứ, họ phải biết giải quyết vấn đề chứ. Cái người biết giải quyết vấn đề mới là cái người sẽ sướng được. Còn bạn ấy mà không hề biết cách ấy, bạn cứ tưởng là bạn có cái số ấy, có quý nhân thế này thế kia giúp đỡ bạn ngay ấy, và luôn ấy, bạn là cái người sau này bạn rất khổ. Yên tâm, bạn đi ra ngoài bạn còn nhiều người, người ta lừa bạn. Bạn rất là mỏng manh, rất dễ vỡ. Nếu như chính bản thân bạn không tự trang bị cho bạn một cái nhìn nhận, một cái bản lĩnh. Đúng không? Bạn hãy nhớ đấy. Đúng không? Mà mình thấy những cái người giỏi, những người thành công, người ta đâu có mong cái dễ dãi gì đến với người ta đâu. Người ta không mong những cái thuận lợi, không mong dễ dãi. Mình nói nhé, kể cả họ làm cái gì nhá, mà bạn muốn giúp họ nhá, bạn còn phải được sự đồng ý của họ, họ mới gật đầu, bạn mới được giúp. Họ khác thì chứ còn những cái người bình thường thì làm cái gì chỉ mong người khác giúp đỡ mình, mong người khác trợ giúp mình, mong thế này thế kia thôi. Nhưng mà những cái người thành công người ta khác, người ta hiểu khác, người ta suy nghĩ khác. Bạn muốn giúp họ hay là như thế nào ấy, có khi họ không đồng ý cơ. Thì họ thích tự lập. Thích tự lập. Các bạn nhớ đấy. Các bạn hãy hiểu là như thế này này. Các bạn cứ hiểu là như này này. Bạn có tài giỏi như nào, tài giỏi. Cái chuyên môn của bạn ấy có tốt như nào thì tốt. Bạn có tài giỏi như thế nào thì tài giỏi nhé. Sau này bạn có kiếm được cái gì thì kiếm, nhưng bạn là cái người ấy, bạn ngây ngô, bạn ngây thơ, bạn là cái người ấy, bạn dựa dẫm quá nhiều, bạn là cái người ấy, bạn không chịu học hỏi, không chịu tìm hiểu, không chịu học hỏi, không chịu
tìm hiểu những cái cách mà để mà đối phó với cái nghịch cảnh, đối phó với những cái người xấu, đối phó với những cái sự lừa đảo, thì bạn có kiếm tiền trong 5 năm, 10 năm, bạn tích góp trong 10 năm, 20 năm, thậm chí là hơn nữa. Nhưng bạn chỉ cần một quả lừa thôi, mất hết. Bị một cú lừa là mất hết nha. Đúng không? Bạn cứ để đi, thế đâu phải là sướng đâu. Đúng không? Như thế không phải là sướng. Mà mình nói luôn những cái người người ta sẽ sướng ý, và luôn sướng ý nha. Người ta luôn nhìn được cái xa xa ấy, người ta lo được cái xa xa ấy. Các bạn nhớ đấy, người ta lo được cái xa xa ấy, chứ người ta không thỏa mãn những cái mà người ta đang có đâu. Người ta lo, người ta biết lo lắng cái xa xa ấy, biết dự trù dự bị. Chứ không phải là những cái người mà kiểu như là nước đến chân mới nhảy, quá vô tư. Bạn nào mà quá vô tư thì bạn mà không biết lo xa thì đương nhiên một ngày gần là bạn phải lo, bạn phải loạn lên, bạn phải lo những cái nỗi lo gần. Thế này thế kia, mình nói nhất là cái thời buổi bây giờ, cái xã hội bây giờ nha. Bây giờ mọi thứ nó diễn ra nó nhanh như trong chóng ý, thì cái mới xuất hiện nhiều. Bạn bây giờ bạn mà không biết lo xa, không biết nhìn nhận, mà không biết thích nghi thì bạn là tụt hậu nha. Tụt hậu thì bạn biết rồi, tụt hậu thì dẫn đến, mình nói bạn cứ đứng một chỗ, bạn đứng dậm chân tại chỗ là bạn đã tụt lùi rồi. Tụt lùi là bạn mệt rồi, đúng không? Không biết lo xa, không biết lo lắng à. Rất là nhiều những cái trường hợp, mình nói nhiều trường hợp lắm, kiểu như là công ăn việc làm thì cứ theo cái công việc mà nó duy trì hàng chục năm, mười mấy năm, kiểu cái công việc mà nó cứ đang diễn ra, đang rất là sáng đi chiều về đấy, sáng đi tối về đấy, cứ hết tháng là lĩnh lương ấy, cứ nhởn nhơ, cứ an nhàn ấy. Thì đến một cái ngày đẹp trời thì thôi, cắt giảm công nhân đi chẳng hạn là như vậy, thì lại chính bản thân lại rơi vào trong cái tình trạng như vậy. Thế đến cái lúc đó mới nhận ra là ôi thật, cái cuộc đời của mình bây giờ mới thấy ra ngoài xã hội là mới thấy là mình chẳng biết làm một cái gì. Tự dưng mới nhận ra là mình không biết làm một cái gì để mà kiếm sống. Cứ nhởn nhơ mà. Cứ nhởn nhơ, sáng đi tối về có lương, lĩnh lương cứ đều đặn, cứ sung sướng, cứ như vậy thôi. Công việc thì ai sắp xếp vào làm cái việc gì thì cứ làm cái việc đó như này như nọ, yên tâm mà, sướng quá mà. Giờ đến những cái lúc mà phải, coi như là phải chống chọi, phải tìm cách mà để mà mưu sinh, để mà sinh tồn, để mà thay đổi, để mà thích nghi với cái cuộc sống, thì lúc đấy mới giật mình ngã ngửa nhá. Mới lo lắng, mới hoảng loạn, mới giật mình, mới ngã ngửa ra. Rất nhiều những cái trường hợp. Thế nên đi, muốn nói gì thì nói nha. Những cái người mà người ta có cái tinh thần biết lo xa, người ta có cái tinh thần ý, biết cảnh giác, người ta biết nhìn nhận, người ta biết đề phòng, người ta kiểu gì người ta cũng sướng hơn là những cái người ngây ngô nha. Bạn đừng tưởng ngây ngô là hay đâu. Bạn cứ
cũng đừng bao giờ bạn tưởng là ngây ngô quá, nhàn thân, nhàn tâm thì thế này thế kia đâu. Mình nói nhá, bạn nhàn nó vừa vừa thôi. Đến cái lúc ấy, cái cuộc đời này nó phải gõ vào đầu ấy. Chúng ta ấy, nếu chúng ta mà cứ nghĩ rằng là chúng ta cứ nhàn đi, cứ ngây ngô đi, cứ biết đủ đi. Đến lúc mà xã hội xô đẩy, cái dòng đời xô đẩy, cái thế giới nó xô đẩy, cái cuộc sống ấy, nó xô đẩy ấy, thì chúng ta ấy mới phải tỉnh ngộ. Thế nên năng động lên, chủ động lên. Chịu khó mà lùng sục, mà học, mà ham, mà học, mà thích nghi. Ừ, rồi trang bị cho mình những cái công việc gì để mà ngắn hạn hay dài hạn hay là như thế nào, để luôn ở trong những cái thế chủ động, đúng không? Như thế thì cái cuộc sống nó mới ok được nhé. Như thế thì nó mới đỡ khổ được, nó mới sướng được. Các bạn cứ nhớ đấy. Như thế nó mới sướng được. Bây giờ các bạn cứ nhìn đi, cái thích nghi nó chả phải loài người đâu. Động thực vật, chim chóc đều biết thích nghi hết, chả phải loài người cái gì cả, đều biết thích nghi hết. Bây giờ mình hỏi bạn nha, bạn ngày xưa cây cối rừng rậm nó nhiều chẳng hạn, thế các bạn cứ thấy là chim ý, cái loài chim ý, chim sẻ đi, nó còn có tổ ở trong rừng đúng không, ở trên cây nó còn làm tổ. Nhưng bây giờ đây bạn thấy không, hay là nó kiếm ăn ý, ở trong rừng ý, bắt sâu ý, đủ các kiểu đi, thì nó rất là nhiều. Nhưng bây giờ bạn thấy từ cái loài chim sẻ nó cũng thích nghi, nó ra những cái chỗ mà cái thùng rác nó cũng kiếm ăn ý. Nó kiếm ăn ở ngay những cái thùng rác ở trong những cái thành phố hiện đại, hay là những cái ngôi nhà cao tầng chung cư này, nó ở những cái ống khói, nó làm tổ ngay ở trên những cái hang, cái hốc của nhà cao tầng, hay là trên những cái ống khói đấy. Nó cũng thích nghi đấy thôi, nó đều phải thích nghi đấy thôi. Đấy, từ cái loài chim nó còn thích nghi, các bạn nhớ đấy. Nữa là chúng ta, đúng không? Nữa là con người tập mà thích nghi, các bạn cứ nhớ đấy. Chúng ta nên tập để chúng ta thích nghi. Nếu như chúng ta là cái người mà chúng ta biết thích nghi nhá, càng thích nghi được nhanh nhẹn, càng thích nghi được sớm ý, càng tập để mà thích nghi được ý, thì chúng ta càng là những người, chúng ta sẽ là cái người sướng. Còn chúng ta là cái người chậm chạp ý, chúng ta là cái người mà không thích nghi, không biết thích nghi, đương nhiên chúng ta sẽ là cái người vất vả, sẽ là cái người khó khăn. Bạn nhớ đấy, đúng không? Mình nói cái người mà biết thích nghi là những cái người môi trường nào cũng ok, thời điểm nào cũng ok, hoàn cảnh nào cũng được, môi trường nào cũng được, thời điểm nào cũng được. Người ta đã là cái người ta biết thích nghi thì người ta phải là thế. Ví dụ người ta đang muốn là những người ta phải làm cái này, phải làm cái kia cho nó ghê gớm, nhưng khi mà cái hoàn cảnh nó đến, nó xảy ra, thì kể cả cái việc gì người ta cũng làm được cơ mà. Đang muốn làm những cái việc lớn, nhưng việc lớn việc không phù hợp nữa thì lại phải làm những cái việc bé, phải làm những cái việc bé. Nhưng mà khi người ta đang làm những cái việc bé mà lại có cái việc lớn xuất hiện thì người ta cũng thích nghi được liền, người ta cũng làm những việc lớn. Đấy là cái người thích nghi. Người ta gặp cái người dễ tính thì người ta tiếp xúc theo kiểu dễ tính. Gặp khó tính người ta cũng phải lựa để người ta tiếp xúc theo kiểu khó tính. Gặp người tốt, thích nghi, sống kiểu tốt. Gặp người xấu, người ta vẫn biết cách để người ta sống với người xấu như thế nào. Đấy là thích nghi đấy. Bạn nhớ đấy, đấy là thích nghi đấy. Ý. Đấy là thích nghi đấy. Cái điều đó là điều quan trọng gì? Cái điều đó là cái điều quan trọng chứ. Bạn ý, nếu như bạn là cái người
mình nói nếu như bạn là cái người bạn có giỏi chuyên môn kiểu gì, bạn giỏi cái này cái kia kiểu gì, nhưng bạn là cái người bạn không thích nghi được, bạn rất khó khăn. Bạn muốn giỏi cái gì bạn giỏi, bạn là cái người bạn không biết thích nghi, bạn khó khăn lắm. Bạn luôn khó khăn trong cuộc sống. Bạn luôn khó khăn đấy. Giống như ngày xưa thì bảo là đi đây đi kia, làm chỗ này chỗ kia, cứ dơ cái bằng cái cấp ra, à ta đây học đây, học trường này trường kia, đỗ loại giỏi này này nọ nọ, dơ cái bằng ra, đến đâu cũng dơ cái bằng ra. Ừ, thế là cái chỗ nào người ta nhìn thấy cái bằng của bạn trông nó sáng sủa quá, xong người ta nhận. Nhưng mà mình nói nếu bạn vào trong đó bạn làm, bạn không làm được việc thì cũng đến thế mà thôi. Nhưng mà cái thời buổi bây giờ bạn có biết cái gì bằng cái gì, nhưng cái quan trọng là bạn phải là cái người bạn làm được việc, mà bạn cũng phải là những người biết thích nghi với cái môi trường của người ta. Bạn đi đâu bạn làm, bạn muốn làm gì, làm tính cách của bạn như nào không cần biết, nhưng bạn vào cái môi trường nào bạn phải uyển chuyển và phải thích nghi được. Thì bạn mới tồn tại được. Đúng không? Đơn giản là như vậy thôi mà. Thế nên những người người ta biết thích nghi, người ta kiểu gì người ta cũng sướng hơn. Muốn nói gì nói. Cứ biết thích nghi nhá. Cứ thích nghi được. Cái người nào mà cái khả năng thích nghi người ta nó lớn ấy, người ta sẽ sướng hơn. Người ta sẽ sướng hơn. Bạn đừng có nghĩ bạn giỏi hay là bạn chăm chỉ thế này thế kia, bạn đã là cái người bạn sẽ sướng không? Cái người hiểu được cái quy luật của cuộc sống và người ta thích nghi được với từng hoàn cảnh, từng nơi, từng người, người ta kiểu gì kiểu, người ta sẽ tồn tại và người ta sẽ sướng hơn. Đơn giản thế thôi. Bạn nào mà cứng nhắc quá thì bạn cũng phải xem lại uyển chuyển một tí. Nếu như bạn cứng nhắc ở cái môi trường bạn là cái kiểm cái tố chất của bạn ấy là đại bàng, là hổ là báo chẳng hạn, thì ok. Nếu như ở cái môi trường, ở cái chỗ của bạn ấy, bạn phát huy được thì bạn cứ làm. Nhưng còn ngược lại cái môi trường, cái chỗ của bạn ấy mà nó không còn phát huy được ấy, thì bạn đi đến đâu ấy, thì bạn buộc bạn phải biết thích nghi, biết hạ bớt mình xuống. Đúng không? Đấy mới là những người biết thích nghi, là những người có sức mạnh. Người mà cứng quá thì cũng dễ gãy, đúng không? Thẳng quá thì dễ đứt. Cái người mà biết thích nghi thì mới là cái người có sức mạnh. Bạn để cho mình cái điểm đó. Có một cái đặc điểm là như thế này nữa này, mình nói quý vị, mình nói các bạn là như này này, nói đúng ra ấy là ở trong chúng ta ấy, nhá, ở trong cái con người của chúng ta ấy, đều thích là nghỉ ngơi, đều thích nhẹ nhàng. Nói đến bảo định làm cái gì tự dưng thấy lười lắm chứ, đúng không? Nếu mà để mà nói ra, ai chẳng muốn là có nhiều cái thời gian mà nghỉ ngơi. Ai chẳng muốn là mình làm cái gì mình thích, mình phải là thích chẳng hạn như thế. Mình thích làm những cái thứ mình thích thôi, đúng không? Ai chẳng muốn thế, chẳng ai muốn là cứ đang mệt mỏi từ chớ, đang muốn thư giãn nghỉ ngơi từ chớ lại cứ phải làm cái này làm cái kia, đúng không? Nhưng mà bây giờ mình nói luôn là như này, nếu như ý, cái người nào ý, mà cái bản năng ý, kiểu như là cái muốn nghỉ ngơi nó nhiều quá ý, cứ muốn lười biếng nhiều quá ấy, thì những cái người đó là những người sẽ là những người rất là khổ. Sẽ là cái người khổ đấy. Thường thường là như này này, cái
cái trò mà kiểu lười nó thành cái thói quen gì, thì cái gì cũng lười, làm cũng lười, suy nghĩ cũng lười, cái gì cũng lười. Và cái gì cũng lười nó dẫn đến cái thói quen đấy, là cái thói quen rất xấu. Cái bản năng mà duy trì cái bản năng đó thì rất xấu. Rất xấu. Bạn hãy nhớ đấy. Mình nói trông vậy thôi, nhưng mà kể cả bạn có lên làm, bạn làm được cái gì bạn làm nhé, bạn có thành công đến mấy thành công, bạn có làm sếp gì sếp, nhưng bạn cứ để ý, họ đều là những người họ đâu có kiểu lười đâu. Họ vượt qua được cái lười, vượt qua được cái bản năng lười biếng, vượt qua được những cái kiểu như là cái thói quen, cái tính lười, họ vượt qua được hết. Và họ thay vào đó là cái chăm chỉ nhé, thay vào đó là những cái mình nói không không trì trệ đâu, không lười đâu. Mình nói cái thời buổi này bây giờ cái gì, cái bây giờ chúng ta mà không chăm chỉ, chúng ta mà trì trệ, chúng ta cứ ăn sẵn nằm ngửa nó quen rồi, cứ thế này thế kia nó quen ấy, ừ, cứ không làm, làm ít mà tự dưng lại được hưởng nhiều ấy, mà cứ thành cái thói quen như vậy là chúng ta sẽ là những người ấy rất khổ. Đã lười cái chờ, đã lười thì bạn có nghĩ cái gì bạn lười, chứ đừng có nói là bảo là bạn phải đứng lên bạn làm cái gì, bạn đi ra đây đi ra kia, mà lười nó lười tất cả luôn ấy. Nhiều khi lười, lười cả cả vận động, lười cả thể dục, lười cả những cái mối kết giao, những mối quan hệ cũng lười, cũng chẳng muốn gặp. Thì nhiều khi đã lười cái trò, đã lười, nó lười nhiều thứ và nó kéo theo cái trì trệ nhiều thứ. Đấy là mình còn chưa nói là lười, lười cả những cái chuyện mà tìm hiểu, học hỏi kiến thức, cái đó mới là cái nguy nha. Cái mà để cho cái bộ não nó dừng lại, đấy mới là cái nguy. Cái lười đó mới là cái nguy, cái lười đó làm cho chúng ta, mình nói làm cho chúng ta khổ. Cái người mà để cho cái đầu nó bị lười, nó bị trì trệ là khổ lắm. Các bạn cứ nhớ là thế này này, cái con người chúng ta nó có cái hay là như thế này này. Con người chúng ta nó có cái hay là như thế này này. Qua cái thời gian ấy, khi mà qua cái thời gian ấy, thì mọi cái chức năng ở trên cái cơ thể của chúng ta ấy, nó có thể nó bị lão hóa, nó bị kém đi. Nhá, nó bị kém đi. Nhưng mà có cái đặc biệt là như này để riêng cái trí tuệ. Ý, riêng cái trí tuệ, riêng cái hiểu biết ấy, thì nó lại không bị kém đi. Nếu đấy, bạn nhớ nhá, mở ngoặc nha, nếu nếu chúng ta là cái người ấy, chúng ta thường xuyên chúng ta để cho cái não chúng ta ấy, nó tập thể dục, nó hoạt động, nó nạp kiến thức, nó tập thể dục, nó vận động, trí tuệ nó không mất đi, nó không kém đi. Đấy là cái điều đặc biệt, nó không bị lão hóa đi. Còn mọi chức năng trên cơ thể chúng ta có thể nó bị lão hóa đi, nó già nua đi, nó kém đi nhá. Kể cả chúng ta hoạt động vận động thế nào ấy, thì chúng ta chỉ duy trì được thôi, cho nó dài thôi. Nhưng riêng trí tuệ, riêng cái não bộ, nếu như chúng ta là cái người ấy, chúng ta luôn để cho cái não chúng ta nó làm việc ấy, thì kể cả bạn càng già, trí tuệ nó càng phát triển. Ê, trí tuệ nó càng phát triển. Bạn cứ nhớ đấy. Bạn cứ nhớ đấy. Đấy, nó là, đấy nó là cái điều đặc biệt. Chứ đường này bạn cứ lười, nhiều khi bạn cũng để đây chân người ngựa, bạn lười thì chớ đầu óc bạn cũng để cho nó lười, chả có gì cả, chả học hỏi, chả thích nghi, thì chả cập nhật, không có nâng cấp cái bản thân lên gì, không có nâng cấp cái suy nghĩ, cái đầu óc, cái chiều sâu, cái nhìn nhận, thế là tụt hậu. Đấy là còn chưa kể sau này cái não bạn kiểu như là bạn cứ để cho nó trì trệ, nó quen rồi, đến lúc cái tư duy bạn nó chậm chạp, cái đầu bạn nó chậm chạp,
chả đánh giá, chả phán đoán được cái tình hình gì. Còn đấy là chưa kể sau này nếu mà cái não không chịu làm việc, nhớ nhớ quên quên, có tí tuổi là bắt đầu nhớ nhớ quên quên, không chịu cho nó hoạt động mà. Rất là nguy hiểm ấy. Rồi là tay chân nó cứ run 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 này. Đã nhớ nhớ quên quên thì chớ, xong bắt đầu tay chân lại run run, cầm vào cái gì nhiều khi sau này lại bấm bấm vào cái điện thoại chẳng hạn. Bắt đầu quét mã giả tiền, bấm 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 mật khẩu, tay run run này, có muốn bấm chỗ này thì nó lại bấm ra chỗ khác. Thế có phải là nguy hiểm không? Đúng không bạn, để đi. Thế nên cái sự lười biếng nó là rất là tai hại. Cái sự lười biếng rất là tai hại. Nhiều người người ta cứ tưởng là cái lười biếng là người ta sướng, nhưng mà mình nói cái sướng của cái lười biếng nó không bền vững. Cái sướng của cái lười biếng nó không bền vững. Bạn chăm chỉ, bạn chịu khó ấy, nha. Bạn chăm chỉ, bạn chịu khó ấy. Cái sướng đó là cái sướng bền. Cái sướng đó nó mới là cái sướng bền vững. Cái sướng đó nó mới là cái bền vững. Nhưng mà các bạn cứ nhớ một cái điều nữa là như thế này này, bây giờ để mà nói về cái chuyện mà để cho cái não nó hoạt động, nó vận động, nó học hỏi, nó ham học hỏi ấy, thì nó lại phải có một cái yếu tố này nữa này. Nó có yếu tố này nữa này. Nếu như bạn mà học ấy, mà bạn để mà học, để mà kiểu như là trở thành cái quyển từ điển di động ấy, thì nó chưa hiệu quả lắm đâu. Thì trở thành cái kiểu như là cái thư viện di động ấy, thì bạn thua cái máy tính hết. Nếu học kiểu đó thua máy tính hết. Đúng không? Nếu mà chúng ta mà học cái kiểu đấy, chúng ta thua cái máy tính hết. Cái sở dĩ là cái máy tính nó đang thua chúng ta bởi vì sao? Bởi vì ở trong chúng ta ấy, nó còn có những cái ý tưởng, đúng không? Nó phát sinh ra những cái ý tưởng, nó có những cảm xúc, nó có những cái này, có cái kia, nó có những cái tư duy, nó sáng tạo cái này cái nọ, thì nó là ok. Chứ còn bây giờ bạn bảo là bạn học mà để bạn đi ra ngoài bạn như là quyển từ điển bách khoa, ai hỏi cái gì bạn đáp, hỏi đáp hỏi đáp, cuối cùng bạn chả để làm gì, thì chả để làm gì, chả giúp ích gì được cho đời, cho người. Bởi vì những cái đó, những cái kiến thức đó thì trên mạng người ta có hết rồi, còn gì nữa. Người ta cần gì đến bạn? Có khi bạn học những cái đó, bạn đi ra ngoài, bạn ngồi cà phê, trà chanh, chém gió cho nó vui thôi, chứ còn để làm cái gì. Đúng không? Thế nên học làm thế nào mà học mà để cho mà phát triển được cái tư duy của mình, phát triển được cái suy nghĩ. Khi mình tổng hợp nhiều kiến thức thì mình có những cái ý tưởng này, ý tưởng nọ, dù nó nhỏ thôi cũng được. Chả cần phải to lớn với ai, nhưng mà nó cứ nhỏ thôi. Nhưng mà dù gì thì gì, nhưng mà kiểu như cái ý tưởng, cái kiến thức nó là của mình, nó là trong đầu mình, thì nó vẫn thích hơn là theo cái kiểu như là nói, như kiểu như là nói như kiểu giọng giọng kiểu giọng sách vở ấy, giọng giọng kiểu giọng từ điển ấy, vẫn hơn chứ. Đúng không? Bạn cứ để đi. Nó kiểu như vậy mà. Nhưng mà nói gì thì nói. Nói gì thì nói, nhưng mà cứ chịu khó học hỏi, cứ ham học, cái người mà cứ ham học, cứ luôn luôn học, cứ chịu khó học thì mình thấy cái người đó vẫn là cái người sướng. Ít ra người ta vẫn là cái người sướng. Người ta còn sướng hơn là những cái người mà không chịu học.
bạn có chăm chỉ, bạn làm việc, bạn kiếm tiền nhiều như thế nào, nhưng mà bạn không chịu khó, bạn học về kiến thức, về những cái này cái kia ấy, về mọi, bạn phải học nhiều lĩnh vực. Mình nói bạn phải học nhiều lĩnh vực. Ok, bạn học nhá, về cái kiếm tiền đi, nó đã là một cái rồi nhá. Bạn học về cái giao tiếp với mọi người đi, nó lại là một cái nữa nhá. Bạn học về cái đạo đức đi, tốt chứ, những cái đó là tốt cho bản thân mà, đúng không? Học về những cái luật rất là cơ bản đi, luật dân sự hay là luật giao thông đường bộ hay là luật này luật kia, những cái luật mà rất là cơ bản. Bạn làm kinh tế, bạn học về cái luật kinh tế, những cái công việc liên quan đến bạn đi, hay là bạn làm cái lĩnh vực gì bạn cần phải hiểu luật, đúng không? Cần phải hiểu văn hóa nữa chứ. Trong đấy cần phải hiểu văn hóa nữa chứ. Bạn nên nhớ người ta vẫn nói cái câu là phép vua thua lệ làng. Bạn ở cái môi trường nào, bạn phải học cái văn hóa ở đó. Biết thích nghi chứ, bạn phải học chứ, trông vậy thôi bạn phải học chứ, nó đều quan trọng mà. Rồi là kể cả là từ những cái cách mà kiểu như giữ gìn sức khỏe thì bạn cũng phải học chứ, vẫn phải học cái cách mà giữ gìn sức khỏe chứ. Ăn uống như thế nào, vận động như nào, hoạt động như nào, sinh hoạt ngủ nghỉ như thế nào, phải học chứ. À đúng không? Phải học nhiều thứ chứ, nếu mà để nói phải học học nhiều thứ. Bây giờ bạn mọi cái bạn ok, nhưng mà vấn đề về kiểu như là sức khỏe thì bạn lại không biết cách giữ gìn. Thế là bạn cứ hàng ngày bạn cứ tự bạn hủy hoại cái cơ thể của bạn mà bạn không biết chẳng hạn. Hủy hoại bằng những cái cách mà kiểu như là ăn uống theo cái sở thích ấy, rồi ăn uống nó quá đà ấy. Ừ. Xong rồi cứ thế này thế kia. Nói chung là bạn phải học về sức khỏe, về mọi thứ liên quan đến sức khỏe nhá. Nhất là càng khi mà kiểu như đã cái thời buổi bây giờ thì bạn biết rồi đấy, cái độ tuổi, cái trẻ hóa của người ta ấy, cái nghĩa là cái bệnh tật ấy, mà nó đến với cả những cái tuổi từ rất trẻ. Nhưng ngày xưa có nhiều bệnh là cứ phải trung niên, phải già già một tí thì mới mắc. Nhưng bây giờ cái độ những rất nhiều những bệnh mà các bạn từ thanh niên các bạn đã chớm rồi, nguy hiểm lắm. Nhưng phải học chứ, phải học để mà giữ gìn, không đến lúc có cái gì có, nhưng mà đến lúc sức khỏe không có thì cũng vứt nhá. Sức khỏe không có thì cũng vứt, lúc đấy thì bắt đầu mới ân hận, lúc đấy bắt đầu mới nghĩ bảo là sao vậy, tự dưng lại lao tâm lao lực thì làm lụng thì đủ các kiểu thế này thế kia, mà cuối cùng nó đang còn trẻ mà đã dính cái này dính cái kia, mắc cái này mắc cái nọ, thế đâm ra bắt đầu mới thấy là thiệt thòi. Thế nên phải học chứ, phải học nhiều thứ. Mình nói phải học nhiều thứ lắm đấy nha, phải học cái cách mà giữ gìn cho bản thân, học nhiều thứ lắm. Học làm sao mà để cho sống cho nó an toàn, để an toàn trong cuộc sống cho bản thân với người này người kia, từ cái cách giao tiếp, từ cách ăn nói, cái gì giữ, biết giữ mồm giữ miệng chẳng hạn. Không đùa được, bây giờ bạn đi ra ngoài bạn nói chuyện với người ta cũng là cái câu nói của bạn, cũng là lời ăn tiếng nói của bạn, cũng là giao tiếp trò chuyện. Người ta quý mình nhá, người ta quý mình thì mình nói, bạn cứ nói chuyện cái mồm miệng của bạn ý, nói chuyện như thế nào mà người khác quý mình ý, bạn sướng liền ý. Trong cuộc sống bạn sướng liền ý. Người ta quý mình nói các bạn nhé, người ta không tiếc gì với mình luôn. Bạn để ý đi, nếu bạn đi ra ngoài, bạn biết cách ăn nói, biết cách nói chuyện, biết cách lắng nghe, bạn hiểu chuyện,
Và nhiều khi cái lời ăn tiếng nói của bạn ấy lại có giá trị với người ta, đúng không? Giải quyết được vấn đề cho người ta chẳng hạn. Nói chung bạn làm cho người ta quý mình đi, thiện cảm với mình đi, người ta không tiếc gì về bạn. Bạn cứ nhớ đấy, người ta đâu có tiếc gì, không hề tiếc gì với bạn nếu bạn là cái người như vậy. Nhưng mà ngược lại bạn lại là cái người mà kiểu như là đi ra ngoài bạn không biết giao tiếp, không biết cách nói chuyện nha. Rồi bạn nói những cái câu mà khiến cho người ta không thể chấp nhận được. Bạn chỉ nói về cái phần được của bạn thôi, bạn coi thường người ta. Chưa kể bạn nhiều khi bạn bức xúc lên, bạn không biết giao tiếp, bạn còn làm tổn hại đến cái uy tín, cái danh dự người ta ấy. Hay là bạn cứ tranh thắng tranh thua, bạn làm cho người ta khó chịu ấy. Thì nhiều khi không cẩn thận là tai họa nó đến với bạn liền, chứ bạn ở đấy mà đúng không? Phải học đi chứ, phải học đấy nha. Tự dưng mỗi cái lời nói, mỗi cái nói chuyện thôi, lẽ ra là bạn, lẽ ra là thân thiết, lẽ ra là tuyệt vời, xong biến thành, tự dưng lại biến thành kẻ thù. Thế có phải là dở không? Đúng không? Thế có phải là không khôn ngoan không? Thế thì mới biết là cái học nó quan trọng lắm chứ. Thế cái gì chả... Đúng không? Bạn cứ đấy đi. Bây giờ bạn biết cách ăn nói, bạn gặp người này người kia, nhiều khi bạn nói chuyện duyên dáng quá, bạn hay quá, bạn giỏi quá ấy. Không những người ta thích bạn, người ta quý bạn, người ta còn yêu cả bạn cơ. Nếu như bạn là cái người nhá, bạn là nữ, bạn nói chuyện hay quá, duyên quá, kể cả bạn chưa xinh chưa đẹp, nhưng đàn ông người ta nghe bạn nói chuyện, người ta đã có thể là người ta có cảm tình với bạn rồi. Hay là kể cả bạn là đàn ông cũng vậy, bạn là đàn ông cũng vậy, bạn ấy chưa cần phải tài năng tài giỏi cái gì, chưa cần biết, nhưng cái lời ăn tiếng nói của bạn ấy khéo léo, nó uyển chuyển, nó hiểu ý, tấu tình đạt lý, tâm lý chẳng hạn. Mình nói đầy phụ nữ người ta thích bạn liền ý, người ta yêu liền, người ta thích liền ý. Người ta chưa cần biết là bạn có gia đình hay chưa, nhưng mà người ta đã yêu mến, yêu quý, thích bạn rồi. Thế có phải là hơn không? Bạn đấy đi, thế có phải là hơn không? Chứ còn đường này á, bạn là cái người á, mình nói từ cái cách ăn nói, bạn không biết cái cách ăn nói, cho dù bạn có là cái người như thế nào cũng được nhá. Bạn có là cái người như nào, bạn nhiều tiền hay không ý, nhưng bạn mở miệng ra ấy, người ta nghe, người ta chối tai, người ta khó chịu ý. Có khi người ta khinh bạn ra mặt luôn ý. Chứ cái lúc đó mà lại khoe tôi là đây, tôi là cái người này, tôi là cái người nọ, tôi có nhiều tiền, tôi là chủ doanh nghiệp này, doanh nghiệp nọ, người ta không cần. Khi người ta đứng dậy người ta đi về, không thì bạn đến chỗ người ta đuổi thẳng cổ bạn ý. Chứ ở đấy mà kiểu như là coi thường, không biết ăn nói, cái lời nói nó quan trọng chứ, đúng không? Cái lời nói nó quan trọng chứ. Mà nhiều khi chúng ta học, chúng ta còn học cái này cái kia, chúng ta còn biết đường, chúng ta chọn bạn mà chơi chứ. Biết đường mà chọn bạn mà chơi chứ không phải chọn lung tung, chọn nhầm người. Mà chúng ta học thì chúng ta cũng biết cái cách mà để mà cư xử, mà đối xử, đối nhân xử thế. Kể cả với bạn thì cũng phải đối nhân xử thế với bạn như nào, tiếp xúc như nào, giới hạn như nào, cái gì được, cái gì không được, có giới hạn như nào thì chúng ta phải học. Bây giờ bạn học, bạn không biết cái cách này cách kia, kể cả bạn có chơi, bạn có gặp cái người bạn tốt như thế nào thì bạn gặp. Nhưng cái con người của bạn ấy, bạn không biết cách ứng xử,
đúng không? Bạn không có cái ngưỡng của bạn, bạn không có cái kỷ luật của bạn, không có cái nguyên tắc của bạn, bạn không tôn trọng chính bản thân bạn, thì bạn có gặp cái người tốt như thế nào ấy, người ta cũng coi thường bạn. Và không cẩn thận người ta đang là người tốt, người ta lại biến thành cái người người ta không tốt, người ta lại lợi dụng bạn. Đúng không nào? Thế nên phải học nhé, phải học đấy, đừng có nghĩ là ta đây là biết rồi, đừng có chủ quan, phải học chứ. Muốn chơi với nhau được lâu, được bền, được lâu, được dài, chúng ta cũng phải có những cái nguyên tắc, cũng phải học, học cái cách mà đối xử như thế nào. Mình vẫn khuyên các bạn khó tính một tí nhá, đừng có dễ dãi, đừng có dễ tính quá, cứ khó tính một tí. Kể cả là trong những cái việc mà tìm bạn hay là kết giao thế này thế kia, khó khăn một tí để mà chọn lựa, để mà chọn lọc, để mà chất lọc. Đừng có tự hào tôi đây thân thiện, tôi đây dễ tính. Có nhiều người cứ tưởng lầm, có nhiều người người ta suy nghĩ buồn cười lắm. Không có thể, đấy là cái quan điểm của người ta, mà người ta cho thế là hay, đấy là việc của người ta, mình không nói. Bởi vì có những cái cũng đúng, nói chung là đúng với người ta chẳng hạn, thì mình không nói. Nhưng mà mình muốn nói ở đây là như thế này này, các bạn để này, có những cái người, người ta lúc nào người ta tỏ ra người ta là cái người, người ta dễ chịu, người ta thân thiện, người ta thế này thế kia, anh quý, gặp anh quý thế này thế kia, người ta tưởng thế là hay. Họ tưởng thế là hay. Đến lúc nhìn nhận ra toàn những cái người bạn à, cái người bạn chân thành, chân tình thì ít, mà toàn những là cái người bạn ăn theo nói leo thì nhiều. Bạn bè toàn cái kiểu như là lợi dụng nhau thì nhiều, toàn cái kiểu vứt đuôi thì nhiều. Như thế đâu phải là hay đâu. Dễ tính, dễ dãi đến mức độ mà để cho người ta cứ lợi dụng cho. Không cẩn thận người ta đưa vào bẫy vào chồng, nhiều khi người ta lừa đảo cho. Dễ tính, dễ dãi cái kiểu gì? Thế là hay à? Cái gì chả... Mình nói cái gì chả phải có cái giới hạn, đúng không? Phải có cái nguyên tắc, có kỷ luật của mình chứ. Mình phải làm cho người ta như thế nào. Bạn cứ học cái cách mà để cho người khác phải tôn trọng mình ý, thì sau này bạn sống nó mới dễ hơn chứ. Cứ đằng này cứ thấy người ta kêu là phải thế này, phải thế kia, người ta cuộc sống ấy. Thế là đi ra cuộc sống, đi ra ngoài cứ áp dụng. Tôi dễ gần lắm, tôi thân thiện lắm, tôi tốt bụng, tôi tử tế lắm, tôi thế này thế kia, tôi cho đi đủ các kiểu, biết quan tâm người này người kia. Thế là cứ áp dụng bừa, áp dụng bãi. Thế là áp dụng cái người tốt đến với mình thì ít, còn ma quỷ đến với mình thì nhiều. Xong rồi chưa kể có những người, người ta thâm hiểm, người ta đeo bám cho, xong này này nọ nọ. Thế là cả cuộc đời là thôi. Thế là hay à? Đúng không? Thế đâu phải là hay đâu. Thế đâu phải hay đâu, các bạn cứ để đi. Làm gì có cái chuyện đó. Thế nên mình mới nói, mình nói các bạn là cái gì cái nhá. Kiến thức thì nó đâu có thừa. Kiến thức thì đâu có thừa. Không hề thừa. Học bao nhiêu cho nó đủ. Dĩ nhiên là chúng ta học cái gì, mình vẫn nói học cái gì chúng ta phải biết là chúng ta áp dụng nó phù hợp với cái bản thân của chúng ta nhé. Học bất cứ cái gì nó phải áp dụng phù hợp với bản thân của chúng ta, phù hợp với cả cái tố chất, cái con người của chúng ta thì nó sẽ tốt. Chứ còn bạn học những kiến thức cao siêu nhưng bạn không áp dụng được bạn, cái tố chất của bạn nó không thích hợp, nó không thích nghi được, thì nó bằng thừa. Nhiều khi nó lại thành phản tác dụng. Nói gì nó là cái căn cơ của từng người. Các bạn cứ nghĩ mà xem, nó là cái căn cơ của từng người, nó là cái số của từng người. Các bạn cứ để ý đi nhé. Cái bản chất của con người là cái gì? Là cái gì?
là thích cái sự hấp dẫn của người khác, chứ không thích bị thuyết phục, đúng không? Cái bản chất là như vậy. Bạn hấp dẫn, họ tìm đến với bạn. Chứ bạn ra bạn tán tỉnh họ, bạn thu hút họ, bạn thuyết phục họ để họ đến với bạn có lâu. Họ thích cái gì họ thích cơ. Họ thích được thu hút, thích bị thu hút. Tự dưng lại đi ra lại thuyết phục lại thế này thế kia, đúng không? Bạn cứ để đi. Tóm lại là phải học rồi á, xong lại còn học để làm gì nữa? Ngoài cái kết giao lại còn học cái cách mà để mà chọn cái người bạn đời nữa chứ, đúng không? Cái lứa tuổi nào mà chẳng cần phải là có cái người bạn đời tốt thì cũng phải học cái cách mà để mà làm sao mà chọn cho cái người nào người ta phù hợp với mình chứ. Phụ nữ thì học cái cách mà tìm cái người chồng cho phù hợp với mình thì, hay là đàn ông cũng phải tìm cái cách mà chọn cái người vợ sao cho phù hợp với mình chứ. Mình nói chọn vợ chọn chồng sống lâu với nhau thì cái quan trọng nhất nó là cái gì? Quan trọng nhất nó là cái đạo đức, đúng không? Nó có mấy cái quan trọng. Cái đạo đức này, cái hòa hợp về tình dục này, cái đấy quan trọng chứ. Sống phải đạo đức, sau đó là hài hòa, hòa hợp về tình dục. Cái đấy là cái đương nhiên ấy. Cái đấy nó là cái đương nhiên. Thì khoa học người ta nghiên cứu thì trên 50% là bỏ nhau là bởi vì không hòa hợp tình dục. Không hòa hợp thì là bỏ nhau cái gì nữa. Xong cứ nhắm mắt nhắm mũi mà lấy nhau về, đưa nhau về, xong bắt đầu đến lúc mà những cái vấn đề đó nó không hòa hợp thì lại ấp úng, lại chẳng dám nói ra, lại thế này thế kia, rồi cứ lặng lẽ mà bỏ nhau. Thế có phải là thế phải học, đúng không? Chúng ta phải học thì chúng ta mới biết cái gì nó dẫn đến cái bền vững, cái hạnh phúc bền vững trong hôn nhân, trong cái này trong cái kia. Thì chúng ta biết đường chúng ta lựa chọn, chúng ta thế này thế nọ, phải học đấy. Xong còn phải học cái gì nữa? Nói chung là học nhiều thế. Mình nói nhiều khi các bạn ngồi nói chuyện với nhau, đúng không? Các bạn chia sẻ, các bạn ngồi nói chuyện với nhau, yêu nhau mà ngồi nói chuyện với nhau được 1-2-3 câu bắt đầu xong cảm thấy như kiểu bị khóa miệng nhau thì làm sao mà lấy nhau về được? Ông nói gà, bà nói vịt. Thế cái kiểu đấy thì lấy nhau về thì suốt ngày cãi nhau à? Đúng không? Thì phải tìm hiểu chứ còn gì ấy. Phải nói chuyện với nhau chán đi, xem thế nào, xem có cái quan điểm có xung đột nhiều, có mâu thuẫn nhiều hay không. Dĩ nhiên là đôi khi những cái quan điểm, những cái này cái nọ, những cái ý tưởng thì nó trái chiều, thì giúp nhau đi lên phát triển thì không nói. Nhưng mà đường này cái gì, cái quan điểm quá trái ngược, cái suy nghĩ là cái tính cách mà nó quá trái ngược thì lại phải xem lại, thì lại phải xem lại. Không thì mệt đấy. Không thì về bạn bảo là quyết định vấn đề lớn lớn thì bạn bảo được, thì vợ bạn bảo không được, hay là chồng bạn bảo không được thì làm thế nào được, đúng không? Mà nói chung ý, ngồi nói chuyện với nhau ý, chuyện trò với nhau ý, nói cũng hay, nói cũng thích, mà không nói thì cũng cảm thấy dễ chịu đấy, thì là hợp nhau đấy còn gì nữa. Thích thì nói chuyện nhau suốt ngày mỏi mồm thôi vẫn ok, mà không nói chuyện nhau cả ngày thì cũng vẫn ok, nghe chuyện của đối phương cả ngày vẫn ok,
Thế đấy là hợp nhau đấy còn gì nữa. Đúng không? Cái đấy là cái quan trọng. Mình nói cái đấy là cái quan trọng. Chứ còn lấy nhau về đến lúc đối phương mở mồm ra nghe khó chịu, không muốn nghe nữa, chỉ muốn đi ra ngoài thế này thế kia thì vứt rồi. Thế thì không hợp rồi. Không thì hai người ở chung một nhà mà suốt ngày mặt mũi nhìn nhau như kẻ thù thì thôi. Bởi vì sao? Bởi vì nói chuyện mà cảm thấy là nó trái ý, trái ngược với nhau thì trong lòng thì nó xảy ra những cái nó không vui, đúng không? Cứ nói ra mở mồm mở miệng là không nói được với nhau thì nó ấm ức không? Bên trong nó ấm ức không? Không giải tỏa được không? Cái ý của mình người ta không hiểu không? Đang định làm cái gì mà người ta đi cản không? Thế thành ra đâm ra là ở bên trong nó không vui, không vui thì làm sao? Nhìn thấy nhau mặt mũi chả nặng trình trịch, thế chả khó chịu. Như thế thì làm sao phát triển được? Những cái đôi vợ chồng mà không hợp nhau thì mình nói chuyện chào không hợp nhau thì còn lâu mới làm ăn được. Đây là còn chưa nói sau này con cái dạy dỗ, chồng dạy một kiểu vợ lại dạy kiểu, vợ lại chiều một kiểu, chồng có dạy nghiêm khắc thì vợ lại chiều, hoặc là người vợ thì người ta biết ý, người ta mềm mỏng hơn, người chồng thì cứ cứng nha cứng nhắc, cứ thế này thế kia chẳng hạn ấy, đủ các chuyện nó xảy ra. Thế thì cái gia đình, cái gia đạo làm sao mà êm ấm được, đúng không? Thế sướng ở đâu ra? Thế sướng hay khổ, thiên đường hay là địa ngục? Thì tất cả nó tự do cái gì? Học chứ. Do học đấy còn gì nữa, phải tìm hiểu cái gì á. Thế nên bạn cứ thấy là những cái người nào người ta càng hiểu biết nhiều á, thì người ta, cái cuộc sống người ta chả dễ chịu hơn rất là nhiều. Đúng không? Cuộc sống người ta nó sướng hơn nhiều chứ, dễ chịu hơn nhiều chứ. Còn những người kém hiểu biết thì cứ bảo sao, lúc đó lại bắt đầu là đổ cho số phận. Kém hiểu biết thì đổ cho là lười học đi thì không đổ, lại đổ cho số phận, thế mới lạ. Đúng không? Không học thì làm sao biết mình sai ở đâu, biết cái gì cần phải làm, biết như thế nào. Không học thì sai lại tưởng là đúng, mà đúng lại tưởng là sai. Người xấu thì lại tưởng là người tốt, người tốt thì lại nghi ngờ. Nghe những cái lời thẳng thắn, góp ý chân thành thẳng thắn thì lại khó chịu. Rồi nghe những cái lời giả dối, ngọt ngào thì lại thích, lại ưa. Thì đấy, không học đem lại những cái điều đó đây. Mà cái học ấy, ok, ai vẫn biết là cái học nó là cái quan trọng, nhưng mà cái quan trọng là học học cái gì? Học cái gì, học cái kiến thức gì? Kiến thức nó đúng đắn nó khác, mà kiến thức sai lệch nó khác. Kiến thức mà giúp để thành công nó khác. Chứ cái kiến thức mà để mà nghe thì tưởng là có lý, nhưng mà áp dụng thì càng ngày càng ngốc đi, nó khác. Bạn nhớ đấy, có nhiều vấn đề lắm. Giữa cái sai lệch và cái đúng đắn nó nhiều vấn đề lắm. Chứ bạn đừng cứ tưởng là cứ bảo học là cứ bắt đầu cứ tốn thời gian, cứ dốc sức lên học, mà không biết là mình đang học cái gì. Học theo cái kiểu mà cái tư duy mình còn không biết là phù hợp với mình hay không. Rồi cứ áp dụng sai lầm. Xong rồi không học thì nhiều khi cuộc sống nó đang tốt, nên học vào xong cuộc sống càng ngày nó càng kém đi, chất lượng nó càng xấu đi. Thế là sai đấy. Học làm sao mà hiểu biết, làm sao mà thấy càng ngày mình càng hiểu biết, mình càng sướng hơn, mình đi ra ngoài, mình giao tiếp người này người kia, mọi người quý mình hơn, yêu mình hơn, công việc nó thuận lợi hơn, mặt mũi mình đẹp hơn, đạo đức mình phát triển hơn, rồi mọi thứ. Đi ra ngoài mình biết tôn trọng người này người kia, biết tuân thủ pháp luật, không làm cái điều gì sai trái,
không bị lừa đảo, không bị thế này thế kia, không bị chèn ép, không bị bắt nạt, kiểu là như vậy. Hay là những cái người tốt thì đối xử như thế nào, người xấu thì mình phải biết cách như thế nào để cho người ta không dám xấu với mình. Thì càng ngày càng đẹp, càng khỏe hơn, càng ngày càng sung túc, càng đầy đủ, càng phát triển kinh tế, càng giàu có, đúng không? Vui vẻ hơn. Thì học như thế mới là học chứ, học như thế nó mới là đúng chứ. Học như thế nó mới là đúng chứ. Chứ còn học cái gì mà tự dưng càng ngày càng kém đi. Học cái gì mà càng ngày càng kiểu như là cứ hết gặp chuyện này chuyện kia, cuộc sống nó cứ xui xẻo, nó cứ gặp cái chuyện này chuyện nọ yếu đi, xong bắt đầu lại mặt mũi lại ngốc đi, mặt mũi lại xấu đi, lại tối sầm tối xì vào. Ê, xong học cái gì bắt đầu thành ra đang đối xử tốt với mọi người, xong tự dưng có tí học có tí kiến thức lại tưởng mình ta đây tài giỏi, thế là cứ nghe người này người kia nói chuyện bắt đầu lại phản bác người ta, bắt đầu lại chỉnh sửa lưng người ta, lại chỉ trích người ta, lại coi thường người ta, người ta đây tưởng là ta đây giỏi hơn, lại khinh miệt người ta, coi người ta là ngốc nghếch. Thế học thế là học sai đấy. Học cái gì mà càng ngày càng bị người ta ghét đi, người ta xa lánh đi nhá, hay là học cái gì càng ngày càng nghèo đi, hay là học cái gì mà đến lúc mà cái thái độ, cái tâm tính của mình nó thành thế này thế nọ, thế là sai đấy. Chung là còn nhiều vấn đề, sướng hay khổ nó còn nhiều đặc điểm, nhiều vấn đề nha. Còn rất là nhiều vấn đề ở sau nữa. Thì thôi được rồi, cái video của mình thì hôm nay đến đây thôi nha, hôm nay đến đây thôi. Để dịp khác mình lại chia sẻ tiếp. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc quý vị và các bạn luôn vui vẻ khỏe mạnh trong cuộc sống. Thân ái chào tạm biệt.